Tiếp tục quay trở lại với chuyên mục dây giác tín hiệu. Hôm trước em có làm video ngắn báo giá và báo qua qua với một số dây giác, thì có vài bác khách bác ngỏ như muốn lấy số lượng nhưng chỉ lấy tầm chục sợi và 20 sợi đổ về. Em báo giá thì các bác kêu là đắt, đắt thì bỏ qua. Nhưng có một bác khách cũng tự xưng là thợ và bác bảo là dây của em hàng đồ đóng này không bằng cái dây mua trên thị trường, là cái dây như thế này. Cái dây này thì nó có chiều dài là 0.8 mét, 0.8 mét, tức là chưa được 1 mét. Dây này trên thị trường đâu đó nó khoảng nhập buôn nhá, khoảng từ 23 đến 31.000 tùy từng nơi và tùy vào số lượng các bác lấy. Nhưng bên em nhập buôn tính theo gọi là đầu trục, tức là 20-30 sợi một, thì giá của nó khoảng tầm là 28.000. Và đây là cái dây của nó, cái vỏ của nó đây, nõi của nó là bằng hợp kim nhôm đấy, tiện nó khá là mong manh. Đây là cái dây này, cái dây nó cũng hàn XNR, dây chắc là dây đồng, chắc là dây đồng. Nhưng với cái các bác để ý là cái nõi sợi đồng này nó không lớn và nó không to. Nõi này thì nó sẽ nhỏ hơn là cái nõi tiếp. Đấy là cái dây hàng trung bình rẻ. Còn đây một cái dây bãi, dây nõi nhỏ nhá, nõi nhỏ hàng bãi mà nó còn làm cẩn thận đến mức là dây có bọc cái co nhiệt và cái vỏ nõi của nó thì nó sẽ dày tương đương bên kia, có khi dày hơn tí. Nhưng mà cái vỏ nõi này cầm nó đã có cảm giác là nó nặng hơn một tí, thì hàng nào tiền nào của đó nó sẽ nặng hơn. Đấy một phần là cái dây gọi là nõi nhỏ dài 2 mét. Tiếp theo là một cái dây tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn để các bác lắp vào những cái hệ thống chuyên nghiệp. Cái khuôn vỏ của nó thì cũng khá là dài rồi, khá là dài rồi chứ chưa phải là cái loại đặc biệt. Loại đặc biệt của nó, cái khuôn vỏ này, này nó dày bình, đây là như này này, nó dày lắm. Các bác nhìn thấy chưa, nó dày. Mình cảm tưởng là nhìn trông nó như nhau thôi nhưng thời gian nó dày hơn. Đây đấy, có mấy loại đây đấy. Như cái này là, cái này là dày này, còn cái này mỏng hơn này. Đấy, cái này có mỏng này đấy. Cái này là mỏng này đó. Nó có một vài cái đặc biệt nó bị lạc vào đây nên là em cũng sẽ cố gắng phân loại và chia ra. Đấy là về cái phần nõi vỏ nhá. Tiếp theo là về cái phần chân, chân rắc, cái tiếp nõi này. Cái tiếp nõi này quan trọng này, các bác nhìn này, đồng UFC được hàn và dây của nó có cảm giác nó rất là cứng, rất là cứng. Dây nõi nó rất là cứng nhưng cái bản thân nõi của nó mình gập vào là nó tự động nó nhả ra, chứ không phải là dây nó mình gập vào nó cứng đơ luôn tại chỗ. Và các bác nhìn là cái sợi mát của nó rất là to, to bằng luôn cái chân tiếp này, và được bọc cái chống tuột, làm các cái nó rất là đầy đủ. Mặc dù là dây này em nói luôn là dây này sản xuất tại Trung Quốc và chỉ có một số ít các dây gọi là dây của Nhật, là dây nó rất là bé, dây bé tí hình ấy, rất là bé thì là dây của Nhật. Còn lại của Trung Quốc, mà Trung Quốc nó đã làm cẩn thận đến mức như thế này, hàng lưu hành nội địa, tức là cái hàng tiêu chuẩn của nó như thế này. Các bác lại đi so cái hàng, các bác mua 28.000, 32.000 cái loại 0.8, cái loại 1 mét hoặc là 1,5 mét thì đâu đó nó khoảng tầm 35.000 đến 42.000 trên một dây. Mà các bác đi so với cái loại dây em đang bán, như cái dây này là dây 2 mét này, riêng cái tiền dây nó gấp đôi tiền rồi nhé. Dây này em bán là 120.000 một sợi, dây đen, sợi này gọi là sợi 5 ly, còn cái dây đen này gọi là sợi 6 ly này. Tức cái bản thân cái sợi này nó to bằng cái đầu rắc TRS đây, gọi là sợi to vỏ 6 ly. Đấy, còn đây là gọi là sợi là vỏ 5 ly, còn đây là cái bé tinh hình kìa thì đó gọi là sợi vỏ 4 ly. Đấy, 4 ly này, 5 ly này và 6 ly này, đây là cái vỏ của nó nhá. Nó sẽ quyết định cái giá. Và cái dây này nếu như chiều dài 2 mét thì bên em cũng chỉ bán với mức giá là 90 đến 100.000,
trên một sợi. Còn cái dây này thì nó sẽ đắt hơn tí. Mặc dù là cái khuôn lõi, cái vỏ, cái chân này, dây của cái to này nó sẽ rẻ tiền hơn. À, cái dây này nó rẻ tiền hơn, nhưng cái chân này nó chắc chắn hơn, cái cấu tốt hơn. Là cái này, đó, thứ nhất. Cái đặc biệt nữa đây này, cái tip ở đây là gọi là cái jack XLR nhá, hay gọi là jack lực cái. Nó cắm bao nhiêu năm rồi nó rất là chắc chắn. Bao nhiêu năm thì nói là hoành tráng thế thôi, chứ thật ra thì những cái lô dây này em nhìn trên cái tát được cái dây này này, nó còn ghi luôn cả ngày tháng năm sản xuất. Dây toàn 2018, 2019, 2020. Tức là nó cắm vào trong những dự án công trình, sau đó dính đại dịch không làm gì được, tháo ra gỡ vốn thì là thanh lý được với mức giá là hợp lý. Và bán với mức đó thì đâu đó một cái sợi dây, và nói nôm na là một sợi dây này thì em chỉ được có 15 đến 18 nghìn. Dây nào ăn dày được 30 nghìn trên một sợi đấy, còn các bác nào đầu tư gần 100 nghìn, lãi như thế là hợp lý không? Mà số lượng lớn như này làm bao giờ em mới hòa được? Mà không phải là các bác lấy 1-2 sợi, mà các bác lấy tầm 3-4 sợi gì đấy thì em mới bao ship. Mà cái tiền phí ship vận chuyển thì nó cũng chỉ 30-40 nghìn hoặc 50 nghìn là đắt rồi đấy. Gửi nhanh và đóng gói cẩn thận, và các bác lấy số lượng các bác còn mặc cả nữa, chứ không phải là em bán cứng giá. Thế nên bây giờ hỏi các bác là giá ý đã hợp lý chưa, hay là các bác vẫn còn chê đắt nữa đó. Còn là các bác bảo là dây của em hàng đổ đống này là dây kém chất lượng thì không phải đâu nhá. Bản thân cái dây này lõi của nó rất là to dày, không phải một cái này mà em sẽ lấy một cái tip XLR nào khác, không biết là có vặn ra được không. Sao cái này vặn ra được để quay cho các bác xem. Vậy em có số lượng bây giờ 5-6 chợ trăm sợi dây này thì tính gì vài cái dây thì mình tháo ra, đúng không? Quay ngẫu nhiên thì cũng quay thôi, chứ làm sao mà tháo bằng sạch từ hết được. Đấy. Như cái dây này thì nó sẽ sử dụng khi tip XLR ở đây nó cắt gọn đi rồi. Cái dây này chắc là nó vào cái dây đầu phone rồi. Một đầu nó XLR này, còn một đầu lại là nó 6 ly này. Đấy. Các bác nhá. Còn như những cái dây răng này này, răng tiêu chuẩn này, nó to lắm. Lõi của nó to đùng luôn. Vẫn chắc tháo còn không tháo cũng được đấy, tháo còn không khó tháo. Đây em sẽ cố gắng tháo cho các bác xem. Cái vỏ của nó rất là dày, chứ không phải là cái vỏ mỏng. Vỏ dày xong là dây lại còn dây to nữa thì các bác còn chê cái gì. Đó, XLR tiêu chuẩn. Để các bác xem này, tháo nguyên ra nhìn trông nó đã chất như thế này rồi, mà vẫn còn một số anh em thợ chắc là ghét hay sao ấy mới chê. Nhưng còn bình thường là em bán hàng là mấy khi anh em thợ nào chê đâu, hàng của em rất là chất lượng. Đó, chân của nó như này. Đây là cái dây chất lượng cao này, còn dây này là dây phổ thông nhá. Em còn đây là một số dây đã soạn sẵn ra để anh em đến xem tham khảo. Có một số cái thì nó còn nguyên cả băng dính đây này. Còn đây là HDMI này, với Deep Playbot này. Đây là một số cái dây mà em cũng đã soạn sẵn ra, một số dây đặc biệt thuộc dạng là cái dây này là sẽ sử dụng và không bán, vì là cái loại này bán thì không được bao nhiêu cả. Đó, dây của nó đây, vặn cái đầu này cho dễ vặn, chứ còn vặn cái đầu 6 ly nó khó vặn, một tay quay một tay vặn. Đó, các bác xem nhá, những cái dây đặc biệt này thì thường thường là chất dây của nó và cái chất lượng linh kiện cốt lõi, tức là bản thân cái dây ấy, nó đã rất là tốt rồi thì mới xịn như thế này. Để các bác xem này, dây lõi rất là to. Đây, vặn luôn cái đầu có vẻ xịn này ra, quay cho các bác xem. Cứ vặn ra thôi, tí nữa hết video em lại lắp vào bình thường thôi. Lắp vào em cũng phải phân loại hết mà, những cái dây xịn rắc xịn ý thì mình dùng mình cứ yên tâm luôn, không việc gì phải suy nghĩ đâu các bác nhé. Động đến dây tín hiệu, mà các cái dây tín hiệu này cho nó luôn là nó cắm vào nó chỉ để một chỗ thôi, chứ không phải là như cái loa mình vận chuyển đi lại. Cái này thì là lõi tiếp của nó, dây mát của nó sẽ là lõi nhỏ, không biết kiểu gì nhưng dây này lõi nhỏ. Có một số dây mà lõi mát của nó rất là to, nhưng có một số dây thì chắc dây này được cắt bớt đi. Đây là dây này nó cắt bớt đây này, chứ không phải là lõi nhỏ đâu nhé. Dây mát nó dư thừa nhiều quá, nó cắt bớt đi, nó đỡ này xì.
đấy, chứ không phải là dây nó ăn ra nó dãy nó nõi nhỏ đâu, mà dây nõi mát của nó nhiều nhưng họ cắt bớt đi. Đây là để chứng minh cho các bác xem, dây thì không phải là có ít như thế này đâu mà nó còn nhiều nữa. Tiện đây em quay cho các bác xem. Em mới phân loại ra mà còn đây là một thùng nữa này. Đấy, từng này dây còn chưa phân loại được. Đây là cái đống dây chưa phân loại hết được, còn lại sót ít chưa phân loại được. Đây nữa cũng là một ít dây, nhưng cái này là dây nguồn, cũng chưa phân loại được. Và còn một số trong đây nữa, nhiều lắm. Đây là sẽ phân loại từ từ. Và có một số cái dây nó chất lượng nó rất là cao, em đã để riêng ra một chỗ để sử dụng. Còn bán thì cũng sẽ bán, nhưng mà giá nó không rẻ. Như cái dây mà nõi nhỏ này, gọi là nõi bani này, vỏ bani này, thì là dây này dây của Nhật, nó rất là hiếm trên thị trường. Và mua cũng khó mua. Khó mua. Đấy, khó mua, hiếm còn khó mua. Dây này thì chiều dài dây đâu đó nó, những đoạn dây của Nhật này thì nó chỉ khoảng tầm dưới 1 mét là nhiều, còn trên 1 mét thì nó ít. Còn ngoài ra với đống này về thì em có về lẫn nữa là dây HDMI 1 này. Một là HDMI này, hai là DP port này. Ba là cái dây như kiểu là 6 ni sang AV, 6 ni sang Unbanang XLR. Rồi là có khá nhiều nữa là dây nguồn. Riêng cái đống HDMI mấy XLR tổng cộng vào bán đi thì chắc chỉ được vài trăm nghìn, không thấm vào đâu. Gọi là được khoảng tầm 3% so với tổng số dây hiện tại em đang có ở đây. Và có một ít dây nhé, còn một ít nữa em đang cất cái trong kia kìa. Bây giờ nửa đáo ra, nửa bê ra. Còn một số nữa thì em đã soạn riêng và để riêng một chỗ rồi. Đấy, có rất nhiều dây xịn. Ở đây là phân loại xong rồi xếp vào thùng, nhìn trông nó gọn, chứ còn nếu mà bày ra mà giải ra nhà thì phải một gian nhà mới hết được. Một bó này 7-80 sợi, bó kia 30-40 sợi, bó to thì ít hơn. Đấy, chồng này mới chồng này đã vào gần 200 sợi. Còn một ít dây nữa thì em ta để riêng cho một góc riêng để đấu vào những cái hệ thống em đang cài đặt setup lên, sắp tới sẽ có và sử dụng đồng bộ hết là dây bãi tín hiệu chất lượng cao. Và dây là dây xịn chứ không chơi dây rẻ tiền. Và còn một số các loại dây nữa thì em sẽ ưu tiên để hàn theo nhu cầu của các bác, là các bác đặt cái dây ngắn khoảng tầm 51 hoặc là 21 hoặc là 31, tức là 30cm trên một dây hoặc 50cm trên dây. Đấy, để các bác kết hợp vào những cái hệ thống yêu cầu là cài đặt chính xác, để cố định một chỗ sử dụng cho nên yên tâm, không ủ gì, không xì xẹt, thì các bác sẽ yêu cầu hàn bên em sẽ hàn. Và tính trên là giá linh kiện, cụ thể là mua cái jack, ví dụ cái jack XLR, như cái jack này mới thì đâu đó jack chữ G đâu đó thì nó khoảng tầm 25.000 một jack, thì hai jack nó khoảng tầm 50.000, cộng với công nạp khoảng tầm 15.000. và tính thêm tiền dây với các loại dây này cơ bản thì sẽ là vào khoảng 12-20.000 trên một mét. Đấy, cơ bản là từ 12-20.000 trên một mét tùy từng loại dây nhé. Còn nếu như sử dụng với cái loại dây Nhật bé bé con kia thì nó không có nhiều. Dây đó thì chỉ có đoạn ngắn khoảng tầm 30-50cm một thì nó có nhiều. Còn ngoài ra thì không có đoạn dài. Đấy, thì là dây đó nó sẽ đắt tiền hơn. Nó vào khoảng 40.000 một mét. Nên là cứ thế mà tính ra. Ví dụ các bác lấy nửa mét một thì sẽ tính nửa tiền dây. Nửa mét chia đôi ra. Đấy. Làm sao nó hợp lý thì lâu đó một cái dây XLR đặt hàng riêng làm theo tiêu chuẩn, mà sử dụng những loại jack chất lượng tốt hoặc là jack bãi trên dây bãi thì nó sẽ dao động khoảng từ 40.000 trên một cái jack đoạn khoảng tầm 30cm. Một cái dây nó khoảng 40cm, chiều dài khoảng 40cm hoặc 30cm thì nó khoảng 40.000 đến 50.000. Đấy là cơ bản. Và các cái dây như dài khoảng 2m này tiêu chuẩn thì nó sẽ là vào 110-120.000. Còn một số dây to này thì nó sẽ khoảng 90.000 trên 1m, trên 1 sợi. Với chiều dài là 2m và jack đồng bộ của hãng xịn, tức là dây bãi nguyên chất. Còn các bác cắt nó ngắn ra thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ rẻ hơn. Còn các bác mua cái đầu jack này trên thị trường như thế nào thì em bán nó gần như tương tự như thế. Còn là mỗi sợi dây được có tí tí tiền thôi. Các bác ủng hộ nhiều thì em còn có nhiều cơm, nhiều thóc, nhiều cơm và
có dư ra một khoảng tí tí để tiếp tục nhập những cái hàng mà không ai bán về để phục vụ các bác. Những cái giấy rác này thì trên thị trường không có nhiều người bán đâu, nên các bác mua là cũng phải lựa chọn rất là kỹ nhá. Phù hợp với nhu cầu thì các bác sẽ lựa chọn và mua, chứ không phải là cứ thấy thế là các bác hứng thì là mua về mình không vào việc nó phí ra. Nhưng mà bản thân em cũng không chuyên về dây, nên là lấy về nó dư thừa như này là đang cũng có vẻ là nhìn thấy nó hơi sót ruột, nó cũng không thấm vào đâu cả, nhưng mà nhìn trông nó có vẻ sót ruột thôi. Còn là các bác nào ủng hộ thì vẫn cứ ủng hộ, còn các bác nào mà thấy hay xem thì cứ xem bình thường thôi. Còn là có nhu cầu muốn ủng hộ thì alo trực tiếp cho em. Còn là anh em thợ nào mà muốn ôm số lượng, ôm gần hết hoặc ôm hết hẳn thì alo trực tiếp cho em sẽ để cho các mức giá các bác về kiếm ăn được, chứ em không không làm cho các bác ôm về xong các bác chịu thiệt em không có. Bên em bán hàng nói luôn như thế đấy nhá. Dây thì còn nhiều, còn các loại nữa, nhưng mà em đang phân loại và để sẵn ở trong nhà. Tầm này cũng khá là muộn rồi nên là không vào trong nhà quay được. Quay thì em quay thì em quay thoải mái, nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ đấy, của người nhà, nên là thôi không quay, chỉ quay ngoài trời này thôi. Nói thì không nói to đâu, nói to thì tưởng quát vào mặt. Giới thiệu ngắn gọn nhỏ nhẹ như này thôi. Với những cái dây này, dây dài nhất là 3 mét, còn dây trung bình ngắn thì đâu đó là khoảng tầm 1m2, trung bình là khoảng 1m2, 1m8 đến 2m, 3m là dài nhất. Hiện tại có vài chục sợi, tầm 30 sợi. Thế còn cái dây 2m thì gần 200 sợi. Cái dây 1m8 cũng nhiều, cũng phải tầm 200-300 sợi nhỉ. Tổng cộng dây toàn là 600-700 sợi. Nên là các bác lấy thì cứ alo cho em. Còn là các cái dây nó kiểu như là nó chất lượng cao như dây của Nhật kia mà nó rối rắm, anh em bên kho bên Trung Quốc họ cắt ra xong là như vậy, dây đã bị cắt rồi thì còn nhiều lắm. Em còn khoảng tầm, nếu mà tính theo mét thì khoảng tầm gần 100 mét dây bãi của Nhật cắt ra. Mỗi tí đoạn một khoảng tầm 2m1 hoặc là 1m1 thì nhiều. Đấy, các bác nào có đặt thì alo cho em, thì em cũng báo giá luôn nhé. Đấy, báo giá và báo công làm các cái đầy đủ rồi. Một cái dây này làm nên công làm chỉ có 15-20 nghìn trên một sợi, nếu như đặt hàng riêng. Tức là lúc nào một cái dây hoàn chỉnh lên với chiều dài khoảng 40cm thì khoảng 40 nghìn, với cái rắc rẻ tiền và với một cái số loại rắc đặc biệt hoặc là rắc mới thì sẽ tính tiền thêm vào rắc mới vào, cộng với cái tiền dây đâu đó khoảng từ 12-25 nghìn trên một sợi tùy từng loại nha. Có một số loại thì cái nõi mát của nó to nhiều thì chống nhiễu nó sẽ tốt và nó sẽ đắt tiền hơn. Dây thì toàn dây ở Trung Quốc thôi, có một số ít thì là dây của Nhật. Đấy, thì em cũng nhắc đi nhắc lại vài ba lần để các bác lưu ý, chứ không phải các bác nhìn thấy thế này xong là các bác bảo là toàn dây Trung Quốc mà sao mà đắt thế. Nhưng các bác mua cái dây này mới nó rất là đắt. Như bản thân em đã tìm ở trên ở các cái trang web ở bên Trung Quốc mà cái dây như của cái hãng này này có bán mới mà chiều dài 2m, nó bán công khai là 210 mấy hay là 220 mấy nghìn một sợi rồi, mà còn chưa tính phí ship, chưa có thuế, nên là em bán với mức giá rẻ hơn, rẻ bằng một nửa so với dây mới bên Trung Quốc họ bán, nên là cũng khá là hợp lý rồi. Thì đâu đó thì mỗi dây thì trừ hết tất cả chi phí đi thì chỉ được tầm đôi chục trên một sợi dây. Nếu các bác lấy nhiều thì vẫn có quà giảm giá đấy, còn hỗ trợ cho các bác này nọ nữa rất là nhiều. Nói chung là vài chục nghìn thì không quan trọng, nhưng mà khi lấy số lượng lớn ôm hết thì em sẽ tính giá cho các bác hợp lý thôi. Các bác ôm về và bán lại hoặc sử dụng vào mục đích gì đấy cũng không bị suy hao và không bị lỗ. Và cũng chia sẻ thêm là nếu như cái dây này các bác nào làm sự kiện hoặc là các bác cài đặt trong những cái quán bar, vũ trường, sàn xếp gì đấy mà chi phí đầu tư vừa phải, mà mua dây mới nó đắt tiền quá, thì hãy sử dụng những cái dây bãi này, chất lượng của nó rất là cao nhé. Bởi vì nó cắm vào này một chỗ thôi, dây tầm 2m thì chúng ta sẽ chạy đèn beam này, chạy mô vinh này, chạy các cái đèn chiếu bổ sung COB, đèn H, đèn màu laser hay là moving laser gì ấy. Nói chung là bổ sung vào đèn thì cái dây này nó sẽ rất là vào việc. Thứ nhất là nhỏ gọn, thứ hai là chiều dài nó khá là dài, và nếu bổ sung vào âm thanh thì nó dư thừa. Đấy, nó nôm na thế. Ok nhé, các bác nào quan tâm thì alo cho em. Đến đây là kết thúc video, kết thúc cái việc chia sẻ về cái rắc dây rẻ tiền với đắt tiền nó khác nhau cái gì, và cái hàng mới và hàng bãi, dây dài dây ngắn
đắt rẻ. Chứ đừng có nói đến hàng đẻo, cái dây này em không có hàng đẻo đâu, toàn dây chất lượng cao hết, không có hàng đẻo đâu nhé. Yeah.